Có cái gì mà em nghĩ là rất là nhỏ, những cái chăm sóc rất là nhỏ cho bản thân dạ. Nhưng mà lại thay đổi và khiến cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó khác hẳn đi không? Em đã sắp xếp cái giờ giấc dành cho bản thân nhiều hơn ừ. Ngày trước thì thật ra lúc đó con mình nó cũng còn nhỏ cho nên cũng khó là Toàn bộ thời gian là dành chăm con, thỉnh thoảng lắm mới đi ra ngoài chơi một chút xíu Nhưng mà bây giờ thì khi nào mà em cảm thấy hơi quá tải rồi á Em sẽ dành thời gian ở một mình Mà em cũng nói với bà ngoại của Max luôn là mẹ giúp cho con Vì thật ra những cái lúc mà mình quá stress đó, Mà mình gặp con thì cũng không có tốt cho con Lỡ mình quạo công việc thì tự nhiên mình lại quạo qua bé ừ. thì cũng không nên Nên là lúc nào mình cảm thấy thật sự là quá tải và cần nghỉ ngơi một mình Thì mình sẽ xin một hai tiếng đồng hồ mình ra cà phê ngồi một mình Để mình có thể tái tạo lại năng lượng